cổ xe đại giác mahabodhiyana phần ba la mã Những yếu tố nào làm ô nhiễm các ba la mật? Đối với câu hỏi những yếu tố nào làm ô nhiễm các ba la mật? Câu trả lời chung là khi xem các ba la mật như là tôi, của tôi và tự ngã của tôi thông qua ái mạng và tà kiến thì đó là nhân làm ô nhiễm các ba la mật tuy nhiên câu trả lời chính xác trong mỗi trường hợp đặc biệt sẽ là như sau một có ý nghĩ phân biệt giữa những vật bố thí và giữa những người thọ nhận làm ô nhiễm bố thí ba la mật vị bồ tát muốn hoàn thành bố thí ba la mật phải gạt bỏ sự phân biệt đối xử, bất cứ vật thí nào mình có trong tay và ai là người đến xin. Vì ấy không nên nghĩ đến phẩm chất của vật thí như vật này đem tặng thì quá tệ, vật này đem biếu thì quá tốt. Vì ấy cũng không nên nghĩ về những người thọ nhận như người này là người không giới đức, ta không thể bố thí cho người này. Những ý nghĩ phân biệt như vậy sẽ làm cho bố thí ba la mật không trong sạch. 2. Có ý nghĩ phân biệt giữa các chúng sinh và những cơ hội hay dịp giữ giới khiến cho giới ba la mật bị ô nhiễm. Giới ba la mật phải được hoàn thành bất kể đến các chúng sinh và cơ hội, không nên có những ý niệm sao. Ta sẽ chỉ tránh sát sanh đối với những sinh vật như vậy, như vậy ta sẽ không tránh sát sanh đối với các chúng sinh khác ta sẽ chỉ giữ giới vào những dịp hay cơ hội như vậy như vậy còn vào những dịp khác ta sẽ không giữ giới tư duy có tính phân biệt như vậy sẽ làm cho giới ba la mật không trong sạch ba nghĩ rằng hai loại dục lạc và ba cõi khửu tam giới là an vui và nghĩ rằng sự diệt dục và diệt khẩu là khổ là những nguyên nhân làm ô nhiễm xuất gia ba la mật. 4. Ý nghĩ sai lầm, tức tà tư duy, về tôi hay của tôi là nguyên nhân của sự ô nhiễm trí tuệ ba la mật. 5. Những ý nghĩ uể oải lờ đờ, kích thích hôn trầm, thủy miên và trạo cử là nguyên nhân của sự ô nhiễm tinh tấn ba la mật. 6. Những ý nghĩ phân biệt giữa mình và người, như người của tôi và người của họ, là nguyên nhân của sự ô nhiễm nhẫn nại ba la mật. 7. Những gì không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, tuyên bố là có thấy, có nghe, có xúc chạm và có biết, và những gì có thấy, có nghe, có xúc chạm và có biết tuyên bố là không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết là nguyên nhân của sự ô nhiễm chân thật ba la mật. 8. Nghĩ rằng những điều cần thiết của sự giác ngộ đó là ba la mật, xã ly, chaga và sở hành chariya là những điều bất lợi và nghĩ rằng những đối nghịch của chúng là có lợi, tạo thành nguyên nhân của sự ô nhiễm quyết định ba la mật. 9. Nghĩ người này là ân nhân của ta, và người kia không phải là ân nhân của ta, là nguyên nhân của sự ô nhiễm tâm từ ba la mật. 10. Phân biệt giữa những nhân vật đáng ưa với những nhân vật không đáng ưa mà ta gặp là nguyên nhân của sự ô nhiễm tâm xả ba la mật. Những yếu tố nào làm trong sạch các ba la mật Đối với câu hỏi những yếu tố nào làm trong sạch các ba la mật, câu trả lời là không bị phá hỏng bởi ái, mạng và tà kiến và không có những ý nghĩ phân biệt giữa những vật thí và giữa những người thọ nhận tạo thành nguyên nhân của sự thanh tịnh các ba la mật. Thật sự mà nói, các ba la mật chỉ thanh tịnh hay trong sạch khi chúng không bị ô nhiễm bởi những phiền não như tham ái, ngã mạn và tà kiến vân vân và không có những ý nghĩ phân biệt về phẩm chất của những vật thí và người thọ nhận. Đối với chính ba la mật khác cũng cần được hiểu theo cách tương tự. Những yếu tố nào đối nghịch với các ba la mật? Đối với câu hỏi, những yếu tố nào đối nghịch với các ba la mật? Câu trả lời là khi xét chung thì tất cả những yếu tố làm ô nhiễm và tất cả những yếu tố đáng chê trách đều là đối nghịch của các ba la mật khi xem xét chi tiết thì tham luyến đối với vật đem cho và keo kiết là những đối nghịch của bố thí ba la mật những thân hành khẩu hành và ý hành ác là đối nghịch của giới ba la mật thích thú trong các dục trần dục lạc và hiện hữu là đối nghịch của xuất gia ba la mật si mê cực độ là đối nghịch của trí tuệ ba la mật tám cơ hội lười nhác là những đối nghịch của tinh tấn ba la mật không khoan dung do tham và ghét đối với những đối tượng khả ý và bất khả ý là đối nghịch của nhẫn nại ba la mật không phát lộ thực chất đúng như nó hiện hữu là đối nghịch của chân thật ba la mật thiếu khả năng giải quyết các pháp đối nghịch với các ba la mật là đối nghịch của quyết định ba la mật chính nguyên nhân phát sinh sân hận là đối nghịch của tâm từ ba la mật khi gặp những đối tượng khả ý và bất khả ý không nhìn với thái độ vô tư là đối nghịch của xã ba la mật thế nào là phương pháp thực hành chi tiết các ba la mật đối với câu hỏi các ba la mật được hoàn thành như thế nào vị bồ tát thực hành các ba la mật ấy ra sao câu trả lời là đối với bố thí ba la mật một vị bồ tát hoàn thành bố thí ba la mật bằng cách phục vụ lợi ích của các chúng sinh theo nhiều cách khác nhau chăm lo cho hạnh phúc của họ từ bỏ mạng sống và tứ di của mình, ngăn ngừa sự nguy hiểm sẽ xảy đến với họ, chỉ dẫn pháp cho họ vân dân. Câu trả lời chi tiết, bố thí có ba loại, A. Tài thí, Amisadana, B. Vô úy thí, Apayadana, và C. Pháp thí, dana Trong ba loại này, tài thí mà vị Bồ Tát đem bố thí có hai loại nội tài thí và ngoại tài thí. Theo cách liệt kê của kinh, ngoại tài hay những vật bên ngoài để bố thí gồm 10 loại như sau. Thức ăn, thức uống, áo quần, xe cộ, bông hoa, thuốc sức, ghế ngồi, giường nằm, chỗ trú ngụ như nhà cửa, cốc, liêu và đèn thắp. Những vật thí này trở thành nhiều loại khi mỗi món được chia làm nhiều thứ khác nhau, như thức ăn loại cứng, thức ăn loại mềm vân dân trong trường hợp thức ăn. Cũng vậy, theo cách liệt kê của vi diệu pháp Aphitama, vật thí có sáu loại khi phân tích theo sáu đối tượng giác quan tức trần cảnh. Đó là sắc thí, thí sắc, thinh thí tức thí âm thinh, hương thí tức thí mùi dân dân. Những đối tượng giác quan này cũng đa dạng. Chẳng hạn, chỉ một mình thí sắc cũng đã có sắc vàng, sắc xanh, sắc đỏ dân dân. Lại nữa, có những vật vô tri như hồng ngọc, vàng, bạc, ngọc trai, san hô hổ phách dân dân, hay những cánh đồng trồng lúa, những thửa đất canh tác, những hoa viên những vườn cây dân dân và cũng có những vật hữu tình như nô tỳ nữ, nô tỳ nam, trâu bò, dân dân. như vậy những vật để bố thí có rất nhiều loại. ngoại tài thí được làm như thế nào? khi một vị bồ tát bố thí ngoại tài tức những vật bên ngoài thân thể, vị ấy bố thí bất cứ những gì cần thiết cho người trúng thiếu. nếu vị ấy tự mình biết được người nào đó đang cần vật gì vị ấy bố thí vật ấy liền không đợi hỏi cuốn nữa là khi được hỏi xin khi bố thí tài vật vị bồ tát bố thí một cách hào phóng không đặt ra bất cứ một điều kiện nào cho người thọ nhận khi có đủ tài vật để bố thí vị bồ tát bố thí những vật ấy cho mỗi người thọ nhận một cách đầy đủ còn khi không có đủ để bố thí vị ấy chia những gì có thể chia được thành những phần bằng nhau rồi bố thí. Có một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là trong việc thí tài vật, vị Bồ Tát không thí những vật sẽ gây tai hại cho người khác như vũ khí, thuốc độc và các chất gây say. Vị ấy cũng không thí những đồ chơi được xem là không đem lại lợi ích mà còn gây ra sự chảnh mãn và không nghiêm túc. Đối với người thọ nhận đang bị bệnh, vì Bồ Tát không bố thí những thức ăn, thức uống không thích hợp. Vì ấy chỉ bố thí cho họ những món ăn thích hợp và trong một mức độ thích hợp với tình trạng bệnh hoạn của họ. Khi được hỏi xin cũng vậy, vì Bồ Tát bố thí cho người gia chủ những gì có ích cho người gia chủ và các vị sa môn những gì thích hợp đối với một vị sa môn. Vì ấy không bố thí cho người gia chủ những thứ chỉ có thể chấp nhận được đối với các vị sa môn hoặc ngược lại. Và vị ấy bố thí những tài vật của mình không gây phiền hà đến những người thân như cha, mẹ, bà con, thân quyến, bè bạn, đồng nghiệp, vợ con, nô tỳ và kẻ ăn người làm của mình. Sau khi đã hứa cho ai một món đồ thực tốt, vị ấy không đem một vật kém giá trị hơn vì Bồ Tát không bố thí vì lợi đắc, danh vọng, cung kính hay phần thưởng. Vì ấy cũng không bố thí vì dự đoán trước sẽ được những lợi ích như tái sanh an vui, giàu sang hay tài sản, ngoài trừ việc thành tựu nhất thiết trí hay đắc thành Phật quả. Vì Bồ Tát không gì ghét những người thọ nhận hay không gì ghét những vật thí mà đem bố thí. Ngay cả đối với những người thọ nhận không giới đức, lăng mạ và mắng nhiếc ngài, ngài cũng không bố thí với thái độ bất kính như thể đang vứt bỏ rác rưởi với sự bực mình khó chịu. Ngài luôn luôn bố thí với một cái tâm tôn kính, thanh thản và đầy bi mẫn. Lòng quảng đại của ngài hoàn toàn thoát khỏi niềm tin cho rằng sự khoan hô ầm ỉ mới đem lại điều may mắn, mà nó được kết hợp với niềm tin kiên định nơi quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. Khi bố thí, vị Bồ Tát không làm phiền người thọ nhận phải tỏ lòng cung kính hay khúng núm đối với mình. Không có bất kỳ ý muốn đánh lừa hay gây chia rẽ một ai. Ngài bố thí với một nội tâm hoàn toàn trong sạch. Vị Bồ Tát không dùng những lời nói có tính cách thô lỗ, lăng mạ. Ngài cũng không bố thí với sự dè biểu, mặt sưng mày xỉa. Ngài chỉ bố thí với những lời nói êm ái dịu dàng, một nụ cười trên khuôn mặt và một phong cách thư thái an tịnh mà thôi. Khi sự dính mắt hay tham đắm đối với một vật nào đó khởi lên thái quá trong tâm do chất lượng hảo hạng của nó hay do là vật dụng cá nhân đã được sử dụng lâu ngày hay do đó chỉ là bản chất của tâm tham luôn thèm khát mong muốn những vật có giá trị và tuyệt hảo. Vị Bồ Tát nhận biết tâm tham này, nhanh chóng xua tan nó và tìm cho tới khi gặp được một người thọ nhận và bố thí vật đó cho người ấy. Giả sử, Ngài sắp sử dự một bữa ăn chỉ đủ cho một người ăn và lúc đó có người đến hỏi xin. Trong trường hợp như vậy, vị Bồ Tát không phải suy nghĩ đến hai lần mới từ bỏ bữa ăn sắp ăn mà liền dân nó đến người thọ nhận một cách kính trọng giống như Bồ Tát Akiti bậc hiền trí đã làm. Một trong những tiền kiếp trước, Đức Bồ Tát của chúng ta sanh làm một người Bà La Môn giàu có của kinh thành Paranasi với tên Akiti. Sau khi đã bố thí hết cả tài sản của mình và rút vào ẩn cư trong rừng, ở đó Ngài tiếp tục phân phát những của cải mới phát sinh của mình cho mọi người ngay cả khi Ngài không có gì để ăn ngoại trừ lá cây cura. Khi được hỏi xin vợ, con, nô tỳ dân dân, trước tiên, Ngài giải thích cho họ biết hành động bố thí đã dự định của mình. Chỉ khi họ cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ chấp nhận, Ngài mới đem bố thí họ. Họ ở đây là những người hoan hỷ trợ giúp cho Ngài trong việc thành tựu các pháp ba la mật. Nhưng Ngài sẽ không thực hiện việc bố thí như vậy nếu Ngài biết rằng những người khỏi sinh họ là hàng phi nhân như giả xoa và quỷ thần. Cũng vậy, Ngài sẽ không từ bỏ quốc độ của mình để bố thí cho những người mà Ngài biết sẽ đem lại sự tai hại hay khổ đau cho dân chúng và những người đi ngược lại quyền lợi của họ, mà chỉ bố thí đến những người biết bảo vệ họ đúng theo vương pháp. Đây là cách thực hành bố thí những ngoại vật, tức ngoại tài thí mà vị Bồ Tát theo đuổi. Nội tài thí được làm như thế nào? Một vị Bồ Tát bố thí những vật bên trong của mình hay nội tài thí theo hai cách. Thí toàn thân cũng như một người vì miếng cơm manh áo tự khiến mình làm tôi tớ cho người khác để phục vụ như một kẻ nô lệ như thế nào đức bồ tát cũng thí bỏ toàn thân ngài như vậy nghĩa là ngài tự đặt mình vào sự phục vụ những người khác hoàn toàn không mong muốn các dục lạc thế gian hay một sanh hữu tốt đẹp sau khi chết mà chỉ ước nguyện cho sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh và đạt đến giai đoạn cao nhất của sự thành tựu bố thí ba la mật mà thôi. Thí chân tay và các cơ quan khác Ngài thì bỏ tứ chi và các cơ quan khác của Ngài như chân, tay, mắt, vân dân một cách không do dự hay lưỡng lự đến bất cứ người nào cần chúng. Và như trong trường hợp thí ngoại vật, ở đây Ngài không có sự dính mắt hay tham đắm đối với tay chân và các cơ quan khác của mình, Ngài cũng không chút lưỡng lự khi bố thí như vậy. Hai mục đích của bố thí Trong sự hy sinh tứ chi và các cơ quan khác hay hy sinh cả toàn thân của Ngài, Đức Bồ Tát có hai mục đích. Một, hoàn thành ước nguyện của người thọ nhận, giúp họ khưởng được những gì họ cần. Và hai, để có được sự thuần thục đối với việc thực hiện các nghiệp công đức thuộc ba la mật nhờ bố thí một cách hào phóng không mãi may dính mắt vào những vật đem bố thí vị bồ tát thí bỏ những vật bên trong thân mình hay bất cứ thân phần lớn nhỏ nào của nó giống như khi ngài phân phát những sở hữu bên ngoài trong việc bố thí ngoại tài vậy tin rằng nhờ lòng quảng đại này chắc chắn ta sẽ đạt đến toàn giác trí hay chánh đặng giác trong những hành động bố thí này vị bồ tát chỉ thí những gì thật sự lợi ích cho người thọ nhận đặc biệt ngài không bố thí thân mình hay những bộ phận của thân mình cho ma dương mara hay cho quyến thuộc của ma dương những người mong muốn gây tổn thương cho ngài vì nghĩ e rằng điều này sẽ tỏ ra vô ích đối với họ cũng vậy ngài không bố thí thân mình hay các bộ phận của thân mình cho những người bị ma ám hay quyến thuộc của những người bị ma ám hoặc những người điên. Nhưng đối với mọi người khác hỏi xin chúng, ngài lập tức bố thí liền, vì khiếm mà có được một sự yêu cầu như vậy, hay khiếm mà có được cơ hội thực hiện việc bố thí như vậy. thí vô úy. Vì Bồ Tát thực hành thí vô úy bằng cách đem sự bảo vệ đến cho các chúng sinh và cứu nguy các chúng sinh cho dù phải hy sinh thân mạng của mình khi thấy họ phải chịu sự tổn hại và nguy hiểm do vua chúa, trộm đạo, lửa cháy, nước cuốn trôi, kẻ thù, thú dữ như cọp, beo, sư tử, rồng, rắn và các hàng phi nhân như giả xoa, dân dân. Thí Pháp Bố thí Pháp có nghĩa là giảng dạy chân lý một cách rõ ràng không lập lờ, với một nội tâm thanh tịnh và hoàn toàn thoát khỏi các phiền não, tham, sân, và si, vân dân. Đối với các vị đệ tử tương lai của một vị Phật có thiện nguyện mạnh mẽ, muốn chứng đắc thinh văn giác, Sava Kabodhi, Bồ Tát thuyết pháp cho họ về quy y tam bảo, về giới, về phòng hộ các căn tiết độ trong ăn uống, thực hành tỉnh giác, bảy thiện pháp, thực hành thiền định và thiền minh sát, bảy loại thanh tịnh, bốn đạo trí, tam minh, lục thông, tứ tuệ phân tích và về sự giác ngộ của một vị đệ tử Phật. Vị Bồ Tát Bố Thí Pháp bằng cách giải thích tỉ mỉ những thuộc tính của các đề tài vừa nói ở trên, an trú trong tam quy ngũ giới dân dân. Những người chưa an trú, và giúp những người đã an trú thanh tịnh pháp hành của mình cũng vậy đối với những người có nguyện vọng muốn trở thành độc giác phật Kabuddha và toàn giác phật samasambuddhas Bồ Tát thí pháp bằng cách giải thích rõ cho họ hiểu những đặc tính nhiệm vụ sự thể hiện nhân gần dân dân của mười ba la mật bằng cách giải thích tỉ mỉ sự vinh quang của chư vị Bồ Tát trong suốt ba giai đoạn hiện hữu của họ giai đoạn hoàn thành các ba la mật giai đoạn thành phật và giai đoạn hoàn thành các bổn phận của một vị phật bằng cách an lập họ vào việc thực hành để đạt đến độc giác phật hay toàn giác phật và bằng cách thanh tịnh pháp hành của những người đã được an lập trong pháp hành trong việc hoàn thành bố thí ba la mật vị bồ tát phát triển tưởng vô thường đối với cuộc sống cũng như đối với các vật sở hữu của mình ngài coi những vật sở hữu của mình cũng là của những người khác ngài phát triển lòng đại bi đối với các chúng sinh một cách liên tục không ngừng khi phát triển lòng đại bi như vậy ngài đang gom góp tinh túy của phước báu đáng được rút ra từ tài sản thế gian của mình giống như một người ở trong một căn nhà đang cháy cố gắng để thoát lấy thân và đưa những vật có giá trị nhất của mình đến một nơi an toàn như thế nào. Vì Bồ Tát cũng vậy, tự cứu mình và những vật quý giá nhất của mình ra khỏi căn nhà lớn của tam giới. Đó là nhân giới, thiên giới và phạm thiên giới đang bị hoành hành với 11 ngọn lửa của tham, sân, si, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. Bằng cách thí xả chúng một cách hào phóng, không để lại chút gì đằng sau. Như vậy, Ngài bố thí không có sự quan tâm, không có sự phân biệt đối với việc đâu là những vật để đem cho và đâu là những vật cần giữ lại để dùng riêng. Đây là phương pháp hoàn thành bố thí ba la mật của một vị Bồ Tát. Giới ba la mật được hoàn thành như thế nào? muốn giúp đỡ về vật chất cho người khác trước tiên ta phải cố gắng để có được của cải và tài sản tương tự như thế muốn trang hoàng cho các chúng sinh với những món trang sức của giới vì bồ tát cũng phải bắt đầu bằng việc thanh tịnh giới đức của mình trước ở đây giới được thanh tịnh theo bốn cách một bằng cách làm trong sạch các khuynh hướng xấu của mình Hai, bằng cách tự mình thọ trì giới từ nơi người khác. 3. Bằng cách không vi phạm. 4. Bằng cách sửa lỗi mỗi khi vi phạm. Giới được làm cho trong sạch bằng bốn cách đã nói ở trên, có hai loại, đó là giới kiên tránh, Varita Sila, tức chỉ trì giới, và giới thực hành, Charita Sila, tức tác trì giới. Không làm những gì đã được Đức Phật và các bậc thánh khác cấm bằng cách nói. Điều này sai, điều này không nên làm, điều này cần phải tránh. Như vậy, tránh mười ác hạnh như sát sanh, trộm cắp, tà dâm dân dân được gọi là giới kiên tránh hay chỉ trì giới. Biểu lộ sự cung kính đối với những bậc đáng tôn kính như thầy tổ, cha mẹ hay những bậc thiện tri thức và thực hiện những công việc phục vụ vô lỗi hữu ích đối với các bậc ấy được gọi là giới thực hành hay tác hành giới vị bồ tát giữ giới kiên tránh như thế nào vị bồ tát có lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh đến mức ngay cả trong giấc mơ cũng không ôm ấp sự oán giận đối với một ai như vậy vị ấy tránh xa sự sát sanh vì ngài luôn luôn cống hiến đời mình để giúp đỡ tha nhân nên Ngài xem việc xúc chạm của cải của người khác không hơn gì chạm phải một con rắn độc. Trong kiếp sống làm tỳ kheo hay sa môn của mình, Ngài tránh xa việc hành dâm. Không những Ngài tránh những quan hệ giao cấu với người nữ, mà Ngài còn tránh cả bảy ràng buộc nhỏ của sự dâm dục. Metuma, Samyoga. Đó là một thích thú trong việc để cho người nữ mơn trớn xoa bóp và chà xác hai thích thú trong việc đùa giỡn và cười cợt với phụ nữ ba thích thú trong việc nhìn ngắm người nữ hay nhìn chằm chằm mắt đối mắt với người nữ bốn thích thú trong việc nghe người nữ ở cách phách cười cợt ca hát khóc lóc Năm, thích thú trong việc hồi tưởng những dục lạc đã tỏ hưởng với người nữ trong quá khứ. 6. Thích thú trong việc nhìn người khác tỏ hưởng các dục lạc và khao khát được tỏ hưởng các dục lạc như vậy. 7. Sống đời phạm hạnh với mong ước được tái sanh thiên giới. Vì Ngài tránh ngay cả những ràng buộc nhỏ của sự dâm dục như vậy, nên việc phạm giới thông dâm đối với ngài là hoàn toàn không thể có ngài đã tránh tà hạnh này từ lúc mới bắt đầu phát nguyện bồ tát trong những kiếp sống làm gia chủ của ngài cũng vậy ngay cả một ý nghĩa xấu về dâm dục với vợ người vị bồ tát cũng không hề ấp ủ khi nói năng ngài tránh bốn loại tà ngữ và chỉ nói những lời chân thật đó là nói những gì dẫn đến sự hòa hợp giữa bạn bè những lời đáng yêu mến và khi nói về pháp ngài chỉ nói đúng thời và đúng mức tâm ngài thường không có những ý nghĩ tham lam và sân hận luôn luôn nuôi dưỡng chánh kiến tức những quan kiến không bị móc méo xuyên tạc ngài có đầy đủ trí tuệ để hiểu rằng ngài là chủ nhân của nghiệp ngài có niềm tin và thiện ý đối với các bậc sa môn những người đang thực hành một cách chân chính